Mình chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 98 của bộ truyện Xuyên thành cai ngục tại dị giới. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Không, không, không thể giết ta, con trai của người vẫn còn trong tay ta. Cố Thành Phong không hề động đậy chút nào. Từ sau khi biết được tin tức của Tinh Cực Tiên Vương, giá trị của Dạ Vô Ưu giảm xuống thẳng tắp. Khắc khắc khắc, nếu như hắn cứ chết như thế, vậy chứng tỏ hắn chỉ có loại trình độ này, căn bản không xứng làm con trai của Bổn Đế. Nếu không xứng làm con trai của Bổn Đế, vậy sao Bổn Đế phải quan tâm hắn sống hay chết chứ? Người tên ma đầu nhà ngươi. Khắc khắc khắc, dung hợp thành một thể với Bổn Đế đi. Ầm ầm, cánh cửa địa ngục mở rộng, Ân Vũ Điệp trực tiếp bị bàn tay quỷ kéo vào cánh cửa, biến mất không thấy tăm tích. Cố Thành Phong thở dài một hơi, lại giải quyết thêm một nữ quỷ, không có việc xấu gì không làm, quả nhiên là công đức vô lượng. Sau đó hắn đưa tay nắm lấy, chỉ thấy bầu trời thành âm sát, bỗng nhiên nứt ra một vết nứt sâu không thấy đáy. Một bàn tay đen kình thiên từ trên trời giáng xuống, tóm lấy tất cả quỷ tiên trong thành. Chúng quỷ tiên đều kêu gào chạy trốn, nhưng mà ở trước mặt bàn tay đen kình thiên này, cho dù phản kháng thế nào cũng vô ích. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bị bắt đến trước mặt Cố Thành Phong. Ánh mắt Cố Thành Phong lạnh nhạt, nhìn một đám quỷ tiên, lạnh lùng nói. Bổn Đế không có kiên nhẫn, nghe các người nói nhảm một câu nào. Các người chỉ cần trả lời vấn đề của Bổn Đế là được. Ta... ầm ầm, một vị mỹ nhân quỷ tiên đầu lâu vừa mới mở miệng nói một chữ ta, sau đó đã trực tiếp bị Cố Thành Phong cho nổ đầu, thân thể cũng không lãng phí, bị bàn tay quỷ kéo vào trong cánh cửa địa ngục. Những quỷ tiên khác thấy thế đều câm như hến. Bọn họ không phải kẻ ngốc, vừa rồi Cố Thành Phong trực tiếp bắt bọn họ tới đây. Phần nổi của tảng núi băng đã thể hiện ra thực lực khủng bố của hắn, hơn nữa hắn lại không hề kiêng nể gì như thế, lại không thấy Ân Vũ Điệp xuất hiện. Đủ loại dấu hiệu đã biểu hiện ra hết tất cả rồi. Đại nhân, ngài hỏi, tiểu... ầm ầm, một vị quỷ tiên lão giả thuận lợi trở về Tây Thiên. Bổn Đế cho người nói chuyện sao? Những con kiến hồi chết tiệt như các người, có phải nghe không hiểu lời người nói hay không? Ma quang trong mắt Cố Thành Phong tàn sát bừa bãi, nhìn lướt qua tất cả quỷ tiên đều cúi đầu, lạnh run bần bật. Tốt lắm, vấn đề thứ nhất, con trai ngoan của Bổn Đế đang ở đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng, bởi vì Cố Thành Phong vui buồn thất thường, đã dọa bọn họ sợ. Cố Thành Phong càng không kiên nhẫn, trong cánh cửa địa ngục phía sau vươn ra một bàn tay quỷ dữ tợn, gắt gao bắt lấy cổ một vị quỷ tiên, giơ hắn lên cao. Ở đâu? Tha mạng, ta không biết. Vèo, vị quỷ tiên này bị kéo vào cánh cửa địa ngục, bên trong truyền đến tiếng nhai xương cốt quỷ dị, khiến người ta phải sờn tóc gáy. Quỷ tiên ở đây đều sợ hãi. Sau đó bàn tay quỷ lại tóm lấy vị tiếp theo. Cứ như vậy liên tiếp mấy vị, cuối cùng cũng có một người nói ra đáp án. Ở địa lao. Địa lao đâu? Ngay dưới lòng đất của tòa nhà này. Rất tốt. Vấn đề thứ hai, nơi Ân Vũ Điệp cất giữ tiền tài bảo vật ở đâu? Ta không biết. Vèo, lại chết thêm một người nữa. Cuối cùng, mãi cho đến khi Cố Thành Phong giết xong tất cả quỷ tiên, cũng không có ai biết kho báu ở đâu. Rất rõ ràng, tiện nhân Ân Vũ Điệp này không nói cho ai biết. Tuy nhiên cũng không quan trọng, chỉ cần ở trong thành âm sát này, sớm muộn gì cũng tìm được. Vì thế, Cố Thành Phong đi cứu đại con trai của mình trước. Dậm nhẹ chân, ầm, lấy chân phải của hắn làm trung tâm, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện vết nứt dày đặc như mạng nhện. Lập tức trên mặt đất phá vỡ ra một cái động lớn. Cố Thành Phong đi vào cái động lớn, tiến vào dưới lòng đất. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một địa lao âm u khủng bố, chiếu sáng bằng quỷ hỏa màu xanh, chia làm mấy trăm gian phòng. Trong mỗi gian đều có rất nhiều vết máu,
ngưng đọng thành màu đỏ đen, còn có sườn trắng. Tất nhiên cũng có những người sống. Nghĩa phụ, Hải Nhi ở đây, Hải Nhi biết ngài nhất định sẽ đến cứu ta mà. Tay ngắn chân ngắn của Dạ Vô Ưu nhảy lên nhảy xuống ở trong phòng giam với vẻ mặt mừng như điên. Hắn ta thật sự mừng như điên, bởi vì hắn ta tuyệt đối không ngờ tới nghĩa phụ rẻ tiền của hắn ta lại thật sự đến cứu hắn ta. Điều này làm cho hắn ta có chút cảm động, hơn nữa trong lòng âm thầm thề, sau này trở thành tiên vương, sau khi đánh bại nghĩa phụ, kế hoạch ban đầu là tra tấn 10.000 năm, hiện tại đổi thành 9.999 năm. Cố Thành Phong nhìn Dạ Vô Ưu chật vật không chịu nổi, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Phế vật, thật sự là mất hết thể diện của ta, còn không mau ra. Nói xong, hắn vung tay lên, trực tiếp phá vỡ phòng giam. Dạ Vô Ưu vội vàng từ trong đó đi ra, vẻ mặt định nọt, trong lòng lại yên lặng hủy bỏ 10.000 năm vừa mới xá miễn cho nghĩa phụ. Lúc này sâu nhất trong nhà giam, đột nhiên vang lên một giọng nam suy yếu. Đạo hữu cứu ta, ta là đệ tử nòng cốt của Hóa Tinh Tiên Tông, Bạch Vân Hạc. Chỉ cần người cứu ta, sau khi trở lại, tông môn tất có hậu báo. Cố Thanh Phong nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi mặc bạch y rách nát, mặt dính máu bẩn thỉu bị xiềng xích, vẻ mặt cầu khẩn. Hóa Tinh Tiên Tông. Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, lúc trước hắn từng nghe Yến Kinh Vân nhắc tới các thế lực lớn của tinh hư thứ 6, ngoại trừ những thế lực của thê đội thứ nhất có được cường giả tiên vương ra, thê đội thứ 2 chính là tọa trấn của thế lực có được đại la kim tiên, trong đó Hóa Tinh Tiên Tông chính là người nổi bật trong thê đội thứ 2. Tổ sư Khai Sơn Hóa Tinh lão tổ dựa vào một tay Hóa Tinh đại pháp tung hoành thiên hạ, trong đại la kim tiên cũng là cường giả xếp hạng hàng đầu. Thế lực này ít nhiều chắc cũng biết một ít bí mật của tinh thần lệ. Cố Thanh Phong tiện tay vung lên, phá vỡ cửa lao của Bạch Vân Hà, cũng đập nát gông xiềng trên người hắn ta. Thoáng chốc, một cỗ tiên quang khủng bố phát ra từ trên người Bạch Vân Hạc. Đó là một cỗ tiên quang thuộc về cấp độ huyền tiên. Sau khi tiên quang lui đi, thường thế, vết máu, vân vân trên người Bạch Vân Hạc toàn bộ tiêu tán. Thay vào đó là một thanh niên mặc bạch y trắng như tuyết, mặt mày sáng sủa đang mỉm cười. Hắn ta khom người hành lễ nói, đà tạ đạo hữu cứu giúp, ơn cứu mạng, tại hạ nhất định không quên. Kính xin các hạ cho ta biết tên tuổi. Cố Thành Phong, tại hạ Bạch Vân Hạc nhất định sẽ ghi nhớ ân cứu mạng của cố đạo hữu, ngày sau tất có hậu báo. Người cũng không cần ngày sau nữa, hiện tại có thể báo đáp bổn đế. Bạch Vân Hạc có hơi ngạc nhiên, cười khổ nói, cố đạo hữu, tại hạ quả thật rất muốn báo đáp ngay bây giờ, nhưng vấn đề là lúc tại hạ bị bắt, tiên binh tiền đàn trên người và các bảo vật khác đều bị âm sát phù nhân cướp đoạt mất, thật sự không có cách nào báo đáp. Cố Thanh Phong lắc đầu, người chỉ cần trả lời một câu hỏi của bổn đế là được. Tại hạ biết, nhất định sẽ nói hết. Người có biết tinh thần lệ không? Tinh thần lệ? Bạch Vân Hạc làm ra một vẻ vắt óc suy nghĩ, sau đó trên mặt hiện lên một tia áy náy. Thật sự xin lỗi, thứ cho tại hạ thiếu hiểu biết. Quả thật chưa từng nghe qua tinh thần lệ, nhưng cố đạo hữu xin hãy yên tâm. Hóa Tinh Tiên Tông ta ở tinh hư thứ 6 này cũng được coi là môn phái có máu mặt. Sư huynh sư tỷ của ta cũng đều là người kiệt xuất, kiến thức sâu rộng. Ta mất tích nhiều ngày trước đó, bọn họ chắc chắn đã đi tìm ta rất lâu. Chỉ tiếc ta bị âm sát phù nhân kia nhốt, phòng ấn pháp lực, không cách nào liên lạc với bọn họ. Nếu như đạo hữu không vội, tại hạ có thể gọi sư huynh sư tỷ đến giải đáp thắc mắc. Có lẽ bọn họ đi đây đi đó nhiều, nên có thể nghe nói qua tinh thần lệ. Cố Thanh Phong gật gật đầu, được. Vậy làm phiền đạo hữu chờ một lát. Bạch Vân Hạc bấm pháp quyết,
trong bóng tối phát ra một làn sóng chập chờn không rõ. Không lâu sau, trong tinh không xa xôi, mấy đạo độn quang rực rỡ lướt tới thành âm sát. Một lát sau, độn quang như mưa, rực rỡ như sao băng, chiếu sáng cả tòa thành âm sát. Đó là một đám nam nữ trẻ tuổi, nam thì tuấn lãng phiêu dật, nữ thì khí chất xuất trần. Người nào người nấy mặc bạch y, không vướng một hạt bụi, nương vào hư không, đạp trên gió, phiêu nhiên như tiên. Cầm đầu một nam tử khí chất xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, giữa hàng còn có một viên kim tinh, tựa như tiền dáng thế, có một nét riêng khí độ tôn quý bất phàm. Từ Mã sư huynh, vừa rồi nơi bạch sư đệ truyền tấn chính là nơi này. Một vị nam đệ tử hướng về phía mi tâm mang theo kim tinh nam tử nói. Nam tử kim tinh chắp tay đứng giữa hư không, bạch y lay động, một đôi mắt sáng như luồng điện lạnh lẽo nhìn về phía tòa thành âm sát, âm u khủng bố kia, thản nhiên nói. Chả trách bạch sư đệ mất tích mấy ngày, thì ra là gặp được thành âm sát. Âm sát phù nhân tai tiếng lan xa, chính là tinh không đại đạo nổi danh vùng này, thường xuyên động thủ với tù sĩ đi một mình. Bạch sư đệ lần này coi như kém may mắn rồi. Lúc này lập tức có đệ tử cười nói, Từ Mã sư huynh, theo sư đệ ta thấy, kẻ thật sự kém may mắn phải là âm sát phù nhân kia. Ồ, lời này có nghĩa là gì? Có người tiếp lời, vậy âm sát phù nhân có nổi danh tài tiếng thì đã làm sao? Gặp phải Từ Mã sư huynh chúng ta còn không phải là chết chắc sao? Người nói xem, à ta có phải là kém may mắn không? Lại có người nói, giết đi thật đáng tiếc. Nghe nói dáng vẻ âm sát phù nhân kia là cực phẩm trên cực phẩm, như thế coi như cũng miễn cưỡng có thể làm thiếp thất cho Từ Mã sư huynh. Cách này không tệ, vừa lúc để Từ Mã sư huynh dạy dỗ à hàng ngày, để âm sát phù nhân sửa đổi bản thân. Bàn đến nữ nhân, một đám nam đệ tử đều cười to, các nữ đệ tử thì làm bộ thẹn thùng, kêu gào đáng ghét. Được rồi, bớt đùa giỡn đi, cứu bạch sư đệ quan trọng hơn. Đám các người lùi ra sau, vì huynh sắp giả tay. Từ Mã sư huynh thản nhiên nói. Những người còn lại thế thế, vội vàng kéo giãn khoảng cách với hắn. Đúng lúc này, một bóng người từ trong thành âm sát chạy ra, đó là Bạch Vân Hạc. Từ Mã sư huynh, khoan động thủ! Là bạch sư đệ. Bạch Vân Hạc bay đến trước người mọi người, cười nói. Xin chào chư vị sư huynh sư tỷ. Bạch sư đệ, người không phải bị rơi vào trong tay âm sát phu nhân, làm sao thoát ra rồi? Bạch Vân Hạc vội vàng kể rõ đầu đuôi chuyện, cố thành phòng cứu mình. Từ Mã sư huynh cầm đầu trong mắt, lộ ra vẻ hứng thú. À, người này lại có thể đơn thương độc mã, đánh bại âm sát phu nhân, cũng có vài phần thủ đoạn. Người này có tu vi gì, có bối cảnh không? Bạch Vân Hạc lắc đầu, nhìn qua giống như phàm nhân, không nhìn ra tu vi. Về phần bối cảnh, trước đó ta có trò chuyện với nghĩa tử của hắn, hẳn là người của tinh cực tiên triều. Sự hứng thú trong mắt Từ Mã sư huynh càng tăng lên. Tinh cực tiên triều? Thiên vương của tinh cực đã chết hết rồi, sớm muộn gì cũng chỉ là vận mệnh bị ăn mòn, nhưng bí pháp ẩn chứa tu vi này có chút thú vị. Nói xong, kim tinh ở giữa chân mày của hắn lại tản ra ánh vàng kim nhàn nhạt. Ánh vàng kim bao phủ toàn bộ thành âm sát, quét một vòng. Sau đó kim quang tản đi, chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Trong thành không có khí tức bất hủ của kim tiên, vị cường giả huyền tiên hậu kỳ có thể đánh bại âm sát phu nhân này, hơn phần nửa là huyền tiên đỉnh cao. Từ Mã sư huynh ngữ khí lạnh nhạt, dường như cũng chả xem một vị huyền tiên đỉnh phong ra gì. Đương nhiên hắn cũng quả thực có thực lực như vậy. Hắn thân là thủ tinh đệ tử của Hóa Tinh Tiên Tông, một thân tu vi sớm đã đạt tới huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa từ lâu đã có thể đột phá. Chẳng qua là vì tăng cường nội tình mới chần chừ không chịu đột phá mà thôi. Cũng chính vì thế, nội tình tu vi của hắn vượt xa huyền tiên đỉnh phong bình thường, hơn nữa nắm giữ mấy loại đại thần thông trong người. Toàn bộ cảnh giới huyền tiên, ngoại trừ thiên tài yêu nghiệt trong thế lực tiên vương, không có mấy người có thể được hắn coi trọng. Có thể đánh bại chỉ là một vị tinh không đại đạo cũng không tính là bản lĩnh quá lợi hại. Nói dễ nghe một chút,
gọi là tinh không đại đạo, kỳ thật chẳng qua chỉ là loại tán tu không có căn cơ mà thôi. Đối với một vài đệ tử hạch tâm của đại tông môn, ở cùng một cảnh giới đều là người nổi bật vạn năm mới có một, có thể dễ dàng đánh bại tán tu cùng cảnh giới, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cũng không phải việc khó. Nếu như phân chia tất cả tiên nhân ở tinh khu thành các cấp bậc mà nói, tán tiên bình thường không môn vô phái, không căn cơ là hạ đẳng nhất. Hơn nữa, lại những tiên nhân ở môn phái nhỏ, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nhảy ra một hai vị nhân vật thiên tư, tài tình siêu phàm, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Tinh anh chân chính vẫn là ở những môn phái lớn, hưởng thụ tài nguyên vượt xa người bình thường, học tập những bí pháp thần thông khó tìm trên thế gian, có được chiến lực vượt xa người khác. Về phần đỉnh cao nhất, tất nhiên là thế lực tiên vương, trong đó có một vài đệ tử hạch tâm hoặc là tộc nhân có huyết mạch tiên vương. Quả thực chính là vừa sinh ra, đã đứng ở trên đỉnh độ cao mà người ngoài cả đời cũng không đạt tới. Hóa Tinh Tiên Tông chính là đệ nhất bậc đội dưới thế lực tiên vương. Những đệ tử này tùy tiện xuất ra một người đặt ở bên ngoài đều là cường giả một mình đảm đương một phương, mà vị nam tử phục họ Tư Đồ này lại là người nổi bật trong đó. Đúng rồi, Tư Đồ sư huynh, Cố đạo hữu cứu ta muốn hỏi thăm các người một vài tin tức, chư vị xin rời bước đi. Bạch Vân Hạc nói. Lúc này một vị nam đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông đột nhiên lạnh lùng nói. Tư Đồ sư huynh của Hóa Tinh Tiên Tông ta ở đây, hắn muốn thỉnh giáo lại còn dám để cho chúng ta đi đến. Bạch Vân Hạc mỉm cười nói. Không phải thỉnh giáo, chỉ là báo đáp ân cứu mạng của hắn mà thôi. Người nọ còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Tư Đồ sư huynh ngăn lại. Không sao, cứ đi gặp vị Cố đạo hữu này thôi. Đúng rồi, nghe nói Âm Sát phu nhân làm đại đạo tinh không nhiều năm, tích lũy được vô số tài sản. Bạch sư đệ, không biết những tài vật này... Bạch Vân Hạc suy tư nói. Âm Sát phu nhân bị Cố đạo hữu giết chết, tài vật kia tất nhiên nằm trong tay Cố đạo hữu. Đám người Hóa Tinh Tiên Tông nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ tham lam. Có người đề nghị nói, Hóa Tinh Tiên Tông ta chính là danh môn chính phái, tài sản bất nghĩa cướp bóc mà ra, thì bây giờ tất nhiên phải là vật hoàn chủ. Theo ta thấy, không bằng đặt tài vật ở Hóa Tinh Tiên Tông, chờ người bị mất đến nhận là tốt nhất. Cách này rất hay. Thiện. Kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Âm Sát phu nhân chính là quỷ tiên, thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ cướp tài còn ăn thịt người. Căn bản cũng không có người sống trong tay ả, lấy đâu ra người bị mất. Không có người bị mất đến nhận, vậy số tiền bất nghĩa này sẽ thuộc về ai? Câu trả lời đã rất hiển nhiên. Bạch sư đệ, nếu Cố đạo hữu là ân nhân cứu mạng của người, vậy chuyện này để người đi làm nhé. Bạch Vân Hạc kinh hãi thất sắc. Từ Mã sư huynh, đó chính là ân nhân cứu mạng của ta à? Ồ, loại người như ngươi còn quan tâm ân nhân cứu mạng gì sao? Cố đạo hữu cứu ta trong nguy nan, đối với ta ân trọng như núi, như ân tái tạo đó. Phải thêm tiền. Người muốn bao nhiêu? Sau khi chuyện thành công, phần của ta gấp đôi. Người của Hóa Tinh Tiên Tông sau khi đạt được sự nhất trí liền lũ lượt tiến vào thành Âm Sát, đi tới trước mặt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn một đám nam nữ trẻ tuổi trước mắt, khí vũ hiên ngang, tông tựa như tiên, trong mắt hiện lên một tia ma quang đỏ chói không dễ phát hiện, rất giống sói xám lớn đang nhìn một đám thỏ trắng nhảy nhót tiến vào ổ sói. Cố đạo hữu, đây chính là các sư huynh sư tỷ của Hóa Tinh Tiên Tông được nhắc tới lúc trước. Ta đến lòng trọng giới thiệu một chút, vị này là thủ tịch đại sư huynh của Hóa Tinh Tiên Tông ta, Tư Mã. Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang nói, bổn đế không có hứng thú biết tên họ của các người, bổn đế chỉ muốn biết tin tức liên quan đến tinh thần lệ. Nụ cười trên mặt Bạch Vân Hạc nhất thời cứng đờ. Một đám đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông do Tư Đồ sư huynh cầm đầu đều biến sắc. Bọn họ không thể không ngờ rằng, sau khi khoe ra danh tiếng Hóa Tinh Tiên Tông, đối phương lại kiêu căng đến mức này. Tuy bọn họ nổi lên tâm tư muốn giết người đoạt bảo, nhưng điều này không có nghĩa là đối phương có thể bất lịch sự như thế. Khẩu khí thật phách lối, dám khinh thường người Hóa Tinh Tiên Tông ta như thế. Một vị đệ tử lên tiếng giận dữ mắng.
Tư Mã sư huynh lại giơ tay ngăn cản. Mình được, không thể vô lý, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của Bạch sư đệ. Đệ tử được gọi là Minh Đức tuy rằng phẫn nộ bất bình, nhưng cực kỳ nghe lời, không nói gì nữa. Lúc này chỉ thấy trên mặt Tư Mã sư huynh mang theo nụ cười như gió xuân, chắp tay nói. Cố đạo hữu, tại hạ Tư Mã Thiên Thành, rất cảm tạ người đã cứu Bạch sư đệ. Vừa mới rồi nghe Bạch sư đệ nói, người muốn tìm hiểu tin tức về tinh thần lệ, đúng không? Tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cả ngày vào Nam ra Bắc, tin tức vẫn có thể nói là linh thông. Đã từng nhìn thấy tin tức của tinh thần lệ trong một quyển sách cổ. Cố Thành Phong rốt cục cũng có hứng thú, hắn quan tâm đến tinh thần lệ bởi vì nó liên quan đến tính mạng người nhà. Vậy quyển sách cổ, nó ghi chép những gì? Tư Mã Thiên Thành lộ vẻ khó xử. Thời gian đã qua hơi lâu, tại hạ đã không nhớ rõ nội dung. Có điều đạo hữu cũng không cần lo lắng, ta mang theo quyển sách cổ trên người, sẽ lấy ra cho đạo hữu xem thử. Tư Mã Thiên Thạch nói xong, liền lấy ra một quyển sách cổ ố vàng, rõ ràng rất có cảm giác thời niên lịch sử, đưa cho Cố Thành Phong. Cố Thành Phong tiếp nhận sách cổ, liền bắt đầu mở ra. Tin tức liên quan đến tinh thần lệ, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là ở phần giữa. Tư Mã Thiên Thành vừa nói, vừa mở ám nháy mắt với Bạch Vân Hạc. Bạch Vân Hạc lập tức lĩnh hội. Lúc trước hắn vì giới thiệu người cổ hóa tinh tiên tông, đặc biệt đứng ở phía trước, cách Cố Thành Phong rất gần, ngay bên cạnh. Chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong tay tức khắc xuất hiện một thanh tiên kiếm, thanh quang lấp lánh. Soạt, kiếm khí lạnh lẽo, thanh quang chói mắt, sắc bén vô cùng, đâm về phía Cố Thành Phong. Nhưng Cố Thành Phong dường như không phát hiện ra, vẫn cúi đầu đọc sách, tìm kiếm tin tức liên quan đến tinh thần lệ. Choảng! Một tiếng giòn vang đến, toàn hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, thanh kiếm bị gãy rồi. Bạch Vân Hạc sững sờ, nhìn tiên kiếm trong tay bị gãy thành hai mảnh, lại nhìn Cố Thành Phong không chút thương tính, lại còn đang đọc sách. Một loại cảm giác hoang đường không thể tin nổi, nổi lên trong lòng. Những người khác của Hóa Tinh Tiên Tông cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn đều đang chờ Cố Thành Phong bắn máu tại chỗ, nhưng ai ngờ kiếm bị gãy rồi. Đây là khí lực khủng bố cỡ nào lại có thể căng đứt tiên kiếm? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Mọi người sững sờ nhìn Cố Thành Phong còn đang lục lọi tìm kiếm. Người ta giống như không phát giác còn đang đọc sách. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng Cố Thành Phong lật sách. Kỳ lạ, cực kỳ quỷ dị. Cảm giác hoang đường quỷ dị bao phủ lên mọi người, làm cho bọn họ không hiểu sao có chút khẩn trương. Chỉ có Tư Mã Thiên Thành híp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hứng thú. Bộp! Cố Thành Phong khép lại sách cổ, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Thiên Thành, thản nhiên nói. Lật xong rồi, trên này cũng không có ghi chép về tinh thần lệ. Nói đi, các người muốn chết như thế nào? Lời nói bình thản khiến người ta trong nháy mắt không rét mà run. Tư Mã Thiên Thành lắc đầu, cười khàn khàn nói. Còn người ta cuộc đời sợ phiền toái nhất, vốn định tiết kiệm chút công phu, không nghĩ tới. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Bạch Vân Hạc, nói, Bạch sư đệ, người đã muốn gấp đôi, thì dù sao cũng phải nỗ lực nhiều hơn một chút đi. Sắc mặt Bạch Vân Hạc thay đổi, không còn tươi cười hiền hòa lúc trước, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Cố đạo hữu, nhận lấy một kiếm của ta. Bạch Vân Hạc vận lên pháp lực toàn thân, toàn lực thúc giục bí thuật thần thông hóa tinh tiên tông. Nhất kiếm hóa thiên tinh. Xoẹt, hắn đâm ra một kiếm, trong nháy mắt phân hóa ra muôn vàn kiếm khí khủng bố. Kiếm khí bay lượn trên không, ngàn vạn kiếm khí hóa thành từng viên sao băng rực rỡ, cực kỳ thiêu đốt, rực rỡ cực hạn, bao trùm lên Cố Thành Phong, sặc sỡ mỹ lệ nhưng lại sát khí ngút trời. Một chiêu này chính là thiên tinh kiếm pháp đắc ý nhất của Bạch Vân Hạc. Một kiếm đâm ra có thể thúc giục thiên tinh lực, chấn áp tất cả kẻ địch. Đối mặt với một nhát đáng sợ này, Cố Thành Phong chỉ cảm thấy nhàm chán, giống như đang chơi trò chơi với tiểu hài tử. Hắn vung tay lên, đoàng, hơn 1000 kiếm khí sao băng kinh khủng, trong nháy mắt vỡ tung,
bắn pháo hoa đầy trời. Pháo hoa qua đi, hết thảy đều tan thành mây khói. Bang! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân hình Bạch Vân Hạc bị hung hăng đánh bay ra ngoài, còn ở giữa không trung liền ho ra từng ngụm máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng ngã xuống đất, cả người chảy máu rất chật vật. Cố Thanh Phong hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Bạch Vân Hạc. Bổn đế suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra, kẻ yếu đuối như người đến tụt cùng, lấy từ đâu ra dũng khí, dám đánh lén bổn đế. Hắn vừa nói vừa giơ tay lên, Bạch Vân Hạc thấy thế cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi kêu lên với Tư Mã Thiên Thành. Sư huynh, cứu ta! Tư Mã Thiên Thành không thấy phản ứng lại, mà thản nhiên nói, Bạch sư đệ, Cố đạo hữu là ân nhân cứu mạng của ngươi, mạng của ngươi vốn là của hắn, hiện giờ hắn muốn đòi lại, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi! Bạch Vân Hạc chợt trừng mắt, những người khác của Hóa Tinh Tiên Tông muốn cứu viện lại bị Tư Mã Thiên Thành ngăn lại. Trở về đây hết, chẳng lẽ các người muốn có thêm một người phân chia tài vật sao, còn đòi gấp đôi? Những người khác lập tức dừng lại. Cố đạo hữu, không, ân nhân, ta sai rồi, ân nhân. Ôi! Cố Thanh Phong không để ý tới lời cầu xin tha thứ của Bạch Vân Hạc, đối với hành vi lấy oán báo ân của hắn, cũng không có chút cảm giác nào. Dù sao con người cũng sẽ không để ý đến việc một con kiến hôi sẽ cảm ơn hay thù hận. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Bạch Vân Hạc, trong nháy mắt phát động thôn thiên phệ địa. À! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Trong nháy mắt, Bạch Vân Hạc bị hút thành người khô. Lúc này thanh âm không nhanh không chậm của Tư Mã Thiên Thành truyền đến. Chư vị sư đệ sư muội, còn sừng sốt làm gì? Đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông ta vào sinh ra tử, tình như tay chân. Hiện giờ Bạch sư đệ bị người tàn nhẫn sát hại, còn không mau báo thù cho Bạch sư đệ. Một đám đệ tử lộ vẻ do dự, chủ yếu là thấy Cố Thanh Phong vung tay lên, phất tay áo, nhẹ nhàng đánh bại Bạch Vân Hạc, thực lực không thể nói là không mạnh. Nhưng so với Cố Thanh Phong, vẫn là Tư Mã Thiên Thành có uy tín hơn. Hơn nữa bọn họ có tự tin đối với thực lực của Tư Mã Thiên Thành. Nhân vật được trời cao ưu ái như vậy cũng không phải tùy tiện một đứa ất ơ nào đấy, nhảy ra là có thể đánh bại. Giết! Một đám Hóa Tinh Tiên Tông tu sĩ không có võ đức đồng loạt xông lên, moi ra các loại thần thông bí thuật, bí bảo tiên binh như trò không. Có lò đồng đỉnh bay trên không, điên cuồng xoay tròn, lao ra hàng tỷ hắc hỏa tạo thành quạ đen. Từng đàn từng đội bay múa, khi cánh vỗ bay ra dòng nước lũ hỏa diễm, đen kịt như mực. Có hoàng kim thần ấn phát sáng, lao ra từng đạo tiên tướng thân mặc hoàng kim chiến giáp, cầm phương thiên hỏa kích trong tay, hung uy không ai sánh được. Ngoài ra còn có tiên kiếm, thần mâu, thánh thích các loại bảo vật lướt qua không trung. Mỗi một loại đều tràn ngập tiên uy cường đại, là tiên binh cấp độ huyền tiên. Ngoài ra còn có rất nhiều uy năng ngập trời, thần bí huyền ảo, thần thông được phóng ra, dậy lên trăm triệu đạo tiên huy, diễn giải các thần diệu khác nhau, hội tụ thành sức mạnh khủng bố, hủy thiên diệt địa. Thế công khủng bố như vậy, thì dù là trong cùng cảnh giới, căn bản không thể nào ngăn cản. Nhưng Cố Thanh Phong, đối mặt với thế công như vậy, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, quỳ xuống. Sau đó chỉ thấy hắn bước một bước ra, ầm một tiếng, ma khí kinh khủng mãnh liệt bộc phát ra từ trên người hắn, hình thành một dòng nước lũ phóng lên trời, thẳng lên trời. Trước ma khí khủng bố này, các loại tiên binh như thanh đồng lô đỉnh, hoàng kim thần ấn đều giống như giấy dán, trong nháy mắt sốc bay. Cùng lúc đó, đám người Hóa Tinh Tiên Tông đồng loạt biến sắc, chỉ cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ, khủng bố như thần sơn đè lên người. Thân thể vốn đang giữ thế xung phong, trong nháy mắt dừng lại, thân thể không khống chế được, phanh một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Bang, bang, bang! Đầu gối chạm vào mặt đất và âm thanh của hố sâu liên tục vang lên, mà lúc này hai chữ quỳ xuống nhẹ bẫng của Cố Thanh Phong còn đang phiêu đãng trong hư không. Nỗi sợ hãi lây lan như thủy triều. Một đám đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông không bao giờ có thể ngờ tới Cố Thanh Phong lại có thể mạnh đến mức này. Mấu chốt nhất chính là bọn họ theo Cố Thanh Phong ra tay, căn bản không phát hiện khí tức bất hủ độc nhất vô nhị trên người hắn. Nói cách khác,
đối phương thật sự không phải kim tiên mà là huyền tiên cùng cấp bậc với mình. Làm sao có thể như vậy? Chỉ có chút thực lực này của các người cũng dám học theo người khác cướp bóc. Cố Thanh Phong khinh thường nói, dường như đang cười nhạo bọn họ không tự lượng sức mình. Một đám con kiến hôi, không có giá trị sống sót trên đời, ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Ha 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 ha, minh phụ chỉ ác. Ầm ầm, trong hư không xuất hiện một đại đạo minh phủ chi môn, bốc ra ma khí âm trầm khủng bố. Ngay sau đó, đại môn ầm ầm mở ra, vô số đôi tay quỷ thủ dữ tợn tranh nhau từ trong đó thò ra, bắt lấy đám người Hóa Tinh Tiên Tông quỳ trên mặt đất. Các đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông điên cuồng biến sắc, đồng thanh hô to: Tư Mã Sư Huynh, cứu ta! Nhưng mà Tư Mã Thiên Thành căn bản không động đậy, mà lại cười khẽ nhìn cảnh tượng này. Dường như kẻ chết căn bản không phải sư đệ, sư muội nhà mình. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tất cả đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông đều bị kéo vào cửa minh phủ, hóa thành chất dinh dưỡng của Cố Thành Phong. Đến lúc này Hóa Tinh Tiên Tông chỉ còn lại một mình Tư Mã Thiên Hành. Cố Thành Phong hứng thú nhìn hắn: Hình như người không hề quan tâm đến sống chết của bọn họ. Tư Mã Thiên Thành cười nói: Dù sao ta cũng không muốn chia đều tài vật với nhiều người như vậy. Đáng tiếc môn quy quy định đệ tử trong môn cấm tự giết lẫn nhau, cho nên ta cũng đành phải mượn tài người giết các sư đệ sư muội thân mến. Người cũng không cần đáng tiếc, người lập tức có thể đi xuống cùng với bọn họ. Ồ, Tư Mã Thiên Thành mỉm cười nói: Người quả thật rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Xem kịch lâu như vậy, ta cũng nên hoạt động gần cốt rồi. Dứt lời, Tư Mã Thiên Thành ra tay đầu tiên, thi triển ra huyền tinh pháp ấn. Trong hư không, tinh quang chớp động, ngưng kết ra một pho tượng trưởng ấn kim quang lấp lánh, che khuất bầu trời. Trong đó mơ hồ có quần tinh lóng lánh, rực rỡ cực hạn. Sau đó tôn pháp ấn này mang theo quần tinh lực chấn áp về phía Cố Thanh Phong. Trong con người Cố Thanh Phong nổi lên vẻ ngán ngẩm, bỗng dừng bước ra, bàn tay như đao nhẹ nhàng bổ vào hư không. Xoẹt, một đạo ma quang đen kịt lướt qua thiên không, như lưỡi đao chém ngang trời, dễ dàng chặt đứt huyền tinh như cắt đậu phụ. Người chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thật sự làm cho bổn đế thất vọng. Đừng nóng vội, chỉ là xác nhận cuối cùng mà thôi. Tư Mã Thiên Thành khẽ cười nói. Cuối cùng tự mình xác nhận lại một chút. Ngươi quả thật không phải kim tiên. Có, kỳ thật ngươi là kim tiên cũng không sao cả. Bởi vì dưới mắt của ta, bất kể phản kháng kiểu gì đều là vô ích. Cho dù là kim tiên cũng chỉ có nước chảy trôi chết. Tư Mã Thiên Thành chỉ vào kim tinh đạo ở giữa chân mày của mình. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày. Ngươi gọi đây là mắt. Ếch ngồi đáy giếng. Nếu như người phàm là người có một chút nhãn lực cũng có thể nhìn ra, trong mắt ta ẩn chứa tinh thần lực khủng bố. Dù gì ngươi cũng là một người chết, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Ta là đệ tử thân truyền duy nhất của Hóa Tình Lão Tổ, là người duy nhất của Hóa Tình Tiền Tông, biết Hóa Tình Đại Pháp. Hóa Tình Đại Pháp có thể hòa tan tinh thần lực và tạm thời sai khiến, nhưng không thể hoàn toàn hóa thành cho bản thân sử dụng. Có điều tất cả trên người ta đều không phải thành vấn đề, bởi vì ta có đại chu thiên tinh thần đạo thể trong truyền thuyết, có thể tùy ý dung nạp tinh thần lực. Hóa Tinh Đại Pháp đối với ta mà nói chính là tuyệt xứng. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc người muốn biểu đạt cái gì? Cố Thành Phong thản nhiên nói. Tư Mã Thiên Thành nhìn hắn bằng nửa con mắt, nói tóm lại, người chết chắc rồi. Ta từng lợi dụng Hóa Tinh Đại Pháp ở bên ngoài tinh thần phong bạo hòa tan không ít sức mạnh, phong ấn trong con mắt này. Đây chính là tinh thần phong bạo, ngay cả tiền vương cũng phải lùi xa ba thước. Mặc dù không hoàn thiện, cũng không phải loại con kiến hồi như người có thể ngăn cản. Nói xong chưa? Cố Thanh Phong vẻ mặt mất kiên nhẫn nói. Từ Mã Thiên Thành nhíu mày, rất không hài lòng với phản ứng của Cố Thanh Phong.
Ta nói nửa ngày như vậy, lợi hại như thế, khủng bố như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ngươi phản ứng lại chút xíu được không? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Bổn đế tưởng lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Kết quả liền tinh thần phong bạo. Còn mẹ nó, thu nhỏ vô số lần. Nào đến đây, đánh thử chỗ này đi. Cố Thanh Phong dùng ngón tay chỉ vào ngực mình nói. Sắc mặt Tư Mã Thiên Thành hoàn toàn khó coi. Hắn không ngờ mình văng bom một hồi lại bị người ta khinh bỉ. Hắn thật muốn chỉ vào mũi hỏi Cố Thanh Phong xem người mẹ nó rốt cuộc có biết cái gì gọi là tinh thần phong bạo hay không. Đó chính là tinh thần phong bạo đấy, tên chó chết. Nếu ngươi tự mình muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tư Mã Thiên Thành thẹn quá hóa giận, vươn tay ra lướt qua chân mày. Kim tinh ở chân mày của hắn nhất thời kim quang bừng sáng, thế mà lại thật sự chậm rãi mở ra một con mắt, một đôi mắt vàng. Sức mạnh tinh thần niết bàn khủng bố nở rộ trong đó. Cố Thanh Phong cảm thụ được sức mạnh khủng bố kia, mí mắt cũng không có nâng lên một chút. Hắn có tinh cực pháp tắc hộ thể của người nhà, tinh thần phong bạo chân chính cũng không làm gì được hắn, huống chi bản pha kẻ này. Oanh! Một dòng chảy năng lượng tinh thần khủng bố bắn ra từ đôi mắt của Tư Mã Thiên Thành. Trong lúc nhất thời, đại đạo nổ vang, tinh thần chi quang trải rộng trên hư không. Uy thế năng lực khủng bố bực này có thể làm cho cả tòa thành Âm Sát đều trở nên tràn ngập sự nguy hiểm, tựa như sắp bị nghiền nát, lại làm cho người ta có một loại cảm giác bị tinh thần phong bạo chân chính tập kích. Trong phút chốc, dòng nước lũ năng lượng điên cuồng trút xuống, bao phủ cả người Cố Thanh Phong. Khóe miệng Tư Mã Thiên Thành lộ ra vẻ tiếc nuối, cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì hắn còn muốn thưởng thức vẻ xấu xí của Cố Thanh Phong khi ngã xuống đất trọng thương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, sức mạnh tinh thần phong bạo quá mạnh, cho dù vẻn vẹn chỉ là 1% triệu sức mạnh, cũng không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế, không thể thu phát tùy tâm. Cho nên kết quả của Cố Thanh Phong nhất định chỉ có thể là chết không toàn thây. Thật là hời cho ngươi. Tư Mã Thiên Thành có chút hứng thú nói. Nếu như ngươi cảm thấy không tận hứng, có thể lại phát một phát. Một giọng nói nhàn nhạt từ trong tinh quang truyền ra. Cái gì? Đồng tử Tư Mã Thiên Thành chợt co rút lại, vẻ mặt không thể tin, nhìn sâu trong tinh quang. Dần dần tinh quang tản đi, lộ ra một thân ảnh vĩ đại, như thần như ma. Làm sao có thể? Tư Mã Thiên Thành nhìn Cố Thanh Phong không chút thương tích, trong lòng vô cùng rúng động. Đây chính là sức mạnh khủng bố xuất phát từ tinh thần phong bạo. Mặc dù không hoàn thiện, nhưng đối mặt với loại sức mạnh cấp độ này, cho dù là kim tiên cũng phải chạy trốn chết, không dám miễn cưỡng hứng chịu. Tại sao người có thể không chút thương tích? Tư Mã Thiên Thành thất thố nói, lúc này hắn cũng không còn thản nhiên như lúc trước. Không tin. Cố Thanh Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Không tin, có thể lại một lần nữa. Tư Mã Thiên Thành trong nháy mắt cắn chặt răng, khuôn mặt dữ tợn. Người đi chết cho ta. Nói xong hắn lại mở kim tinh ở giữa chân mày ra, lại là một đạo tinh thần lực khủng bố, hình thành dòng nước lũ mãnh liệt, hùng hăng bắn vào Cố Thanh Phong. Oanh! Cố Thanh Phong lại bị ánh sáng sao nuốt chửng. Tư Mã Thiên Thành mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào nơi tinh quang bùng nổ, dường như đang chờ mong cái gì đó. Nhưng mà đợi tinh quang tàn đi, kỳ vọng của hắn rốt cuộc thành nỗi thất vọng. Thứ lộ ra vẫn là thân ảnh Cố Thanh Phong, không thương tích gì. Được rồi, chuyện khôi hài cũng nên kết thúc ở đây. Cố Thanh Phong đã mất đi sự kiên nhẫn, trêu chọc Tư Mã Thiên Thành, sau đó từng bước đi về phía hắn. Đáng ghét, không thể nào, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chết cho ta. Tư Mã Thiên Thành giống như niềm tin sụp đổ, kim tinh giữa chân mày không ngừng bắn ra tinh quang. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà hết thảy đều vô ích. Cố Thanh Phong giống như ma thần đi ra khỏi địa ngục, không thể lay động. Uy thế vô song, để mặc tinh quang lần lượt công kích trên người mình, mạnh mẽ chống lên tinh quang từng bước đi về phía trước. Cuối cùng hắn đi đến trước mặt Tư Mã Thiên Thành, bóng ma khổng lồ bao phủ lấy hắn ta.
Tư Mã Thiên Thành luống cuống, trên mặt mang theo vết méo mó, trong miệng giống giận liên tục. Ta là đệ tử thân truyền của Hóa Tình lão tổ, là đại chu thiên tinh thần đạo thể, làm sao có thể thất bại ở nơi hẻo lánh này? Hắn giống giận, lập tức điên cuồng tấn công. Ầm ầm, ầm ầm. Trên người hắn nhất thời trào ra sức mạnh hủy diệt khủng bố, xuất quyền giống như cuồng phong bạo vũ, nhanh chóng và mãnh liệt. Trong hư không, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, đạo âm nổ vang như sấm, hung hãn đến cực hạn, trông như đã dốc hết toàn lực để đấu pháp. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh Phong chỉ vươn ra một tay, huyễn hóa ra ngàn vạn tàn ảnh, liền dễ dàng ngăn cản tất cả sự công kích của Tư Đồ Thiên Thành. Vì sao lại như vậy? Ta chính là... Ta chính là... Ngươi là cái gì không quan trọng. Quan trọng là ngươi rất nhanh sẽ biến thành một người chết. Cố Thanh Phong lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt có ma quang đỏ tươi lóe lên. Tư Mã Thiên Thành đối diện đôi mắt tràn ngập ma quang, phảng phất như muốn khiến người ta rơi xuống vực sâu. Phong tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt kia, ma uy khủng bố kia, thật sự giống như vật chất hóa để ép đạo tâm hắn vụn vỡ. Chuyện này rất bình thường, luận mà không ai chuyên nghiệp hơn Cố Thanh Phong. Hắn hoành hành bá đạo nhiều năm, từ lâu đã trở thành nhân vật như vạn ma chi chủ, không biết dung hợp bao nhiêu sức mạnh yêu ma, mà tính khủng bố bực này, một khi phóng thích ra, tu sĩ bình thường ngay cả liếc mắt một cái cũng sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình. Cơn khủng hoảng làm cho hắn muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng ngay lúc vừa muốn chạy trốn, một bàn tay to hùng hăng bắt lấy, nắm hắn vừa mới đánh tới. Tư Mã Thiên Thành cực kỳ hoảng sợ, không ngừng lôi kéo. Người mau buông ta ra, sư phụ ta là Hóa Tình lão tổ, nếu người dám... Cố Thanh Phong phát động thôn thiên phệ địa, tiếng kêu thảm thiết của Tư Mã Thiên Thành trong nháy mắt vang lên. Hắn chỉ cảm giác pháp lực mình khổ tu nhiều năm giống như thủy triều tràn về Cố Thanh Phong. Có một loại cảm giác đau đớn, bị lột da, rút gân, hút tủy xương. Hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, muốn Cố Thanh Phong buông tha hắn. Nhưng lúc ấy, giống như lúc sư đệ sư muội của hắn cầu hắn ra tay. Nhưng mà kết quả của hắn nhất định cũng giống như sư đệ sư muội bầu bạn với nhau trên đường hoàng tuyền. Cầu xin người tha cho ta, tha cho ta. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, ta biết có một chỗ có thể tìm hiểu được tin tức của tinh thần lệ, chỉ cần ngươi thả ta ra. Không cần phiền toái như vậy, đợi lát nữa bổn đế tiến hành sư hồn với người cũng có thể nhận được đáp án mong muốn. Cuối cùng, tuyệt thế thiên kiều của Hóa Tinh Tiên Tông Tư Mã Thiên Thành hóa thành tro bụi, mà Cố Thanh Phong thông qua sư hồn cũng nhận được đáp án mong muốn. Thì ra đám người Hóa Tinh Tiên Tông này lên đường tập thể là muốn đi tham gia thất tinh pháp hội vạn năm một lần. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.